Tại một con hẻm hoang vắng trên đường phố, đội cứu hộ đã phát hiện ra một sinh vật đang trong tình trạng rất hiểm nguy. Không hiểu vì sao chú chó này lại ra nông nổi đến như thế. Cả phần đầu đã bị thứ gì đó ăn sâu một lỗ thịt. Lưu ý các bạn đang ăn không nên xem video này nhé. Giờ đây chỉ thấy hộp xương sọ, chú chó đã mất đi một phần thịt khá nhiều đến mức móm méo cả phần đầu. Hai con mắt chú chó vì thế đã sưng tấy mà nhắm lại mãi. Đội cứu hộ đã cho nó ăn vài miếng thức ăn rồi dùng khăn chùm chú chó lại mang về cơ sở y tế. Khi về đến trạm chữa trị, mọi người đã cùng nhau ôm chú chó lại và rắc lên vết thương đó một dung dịch sát trùng để nhanh chóng tái tạo thịt. Có vẻ chú chó đã mất cảm giác rát da rồi. Sau đó nhân viên dùng băng gạc băng vết thương lại. Vài ngày sau khi mở vết thương ra, cảnh tượng này khiến tôi cũng phải ố dề nổi hết cả da gà các bạn ạ. Vô số con vòi đang bu chen nhau bò nhúc nhích trên vết thương chú chó. Chắc bó vết thương lâu để tái tạo lại da thịt đồng nghĩa sẽ có mấy con kinh dị như này xuất hiện. Nhân viên đã truyền nước biển cho chú chó, kế tiếp sẽ dùng nước rửa sạch vết thương có hàng trăm con vòi ấy. Nhìn cảnh này mà ối rồi ôi luôn, vừa sợ vừa tội cho chú chó. Tiếp theo nhân viên sẽ rửa vết thương lại một lần nữa và cắt bỏ những phần da thịt đã chết, và cuối cùng sẽ dùng băng gạc băng lại lần thứ hai. Chú chó được đưa vào ở trong một căn phòng riêng, cứ thế hàng ngày cô này sẽ mang thức ăn đến. Sau vài tuần điều trị, chú chó đã hồi phục đi phần nào, ăn càng nhiều ngủ càng lâu. Đến lần tháo băng gạc thứ ba, có thể thấy phần đầu đã bắt đầu tái tạo da thịt gần hoàn chỉnh, chỉ lộ ra một mô xương sọ. Nhân viên tiếp tục rửa nước sát trùng vết thương, cơ mà bây giờ thấy khác hẳn lúc mới gặp các bạn ạ. Từ một cái tráng móp méo đã trở lại như bình thường. Các bạn có tưởng tượng đến siêu anh hùng chó biến hình không? Y học quả là ghê gớm thật. Chú chó đã lành vết thương khoảng 90,9% rồi. Mấy cô này luôn là người bên cạnh chăm sóc nó. Sau một khoảng thời gian đau đớn và không nhìn thấy gì, chú chó giờ đây đã thay đổi trở lại hình dáng bình thường và phục hồi sức khỏe. Hai con mắt cũng đã mở ra được, phần trắng các tế bào cũng đã tái tạo lông, chỉ còn lại duy nhất một chúm nhỏ giữa đầu là chưa ra lông. Chú chó có vẻ rất vui mừng hạnh phúc khi có thể nhìn thấy như các bạn cùng loài với mình. Nhìn lông xù trông có vẻ đáng yêu đấy chứ đùa, mà cái này giống chen biến hình vịt hóa thiên nga nhỉ các bạn. Thật may mắn cho chú chó đã được những người tốt bụng này cứu chữa. Không thì e rằng nó đã không thể nhìn thấy mãi mãi, và vết thương đó sẽ bị các côn trùng tấn công dẫn đến hoại tử và ngủm. Thôi dù gì như vậy cũng đã vui rồi, chúc cho những anh chị nhân viên giàu lòng nhân ái này gặp nhiều may mắn khi đã cứu nhiều động vật gặp nạn như thế nhé. Ở trường hợp thứ hai, tại giữa bãi rác khổng lồ ở Ấn Độ, người dân đã phát hiện ra một chú bò hoang bị dây quấn siết chặt vào cổ. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì sợi dây đó sẽ siết cắt thịt cho tới xương cổ nó. Cảm giác đó cực kỳ tồi tệ, e rằng sợi dây sẽ cướp đi sinh mạng của chú bò này. May mắn là có đội cứu hộ gần đó phát hiện ra và lên kế hoạch bắt chú bò ấy lại. Để mà khống chế được một con bò đã trưởng thành thì cũng không phải chuyện đơn giản. Nó có cặp sừng rất nhọn, nếu bất cẩn bị cụm một phát là sướng hết cả người đấy. Thử thách khó hơn là ngay sau đó nguyên đàn bò cảm thấy sợ hãi bỏ chạy, làm cho mấy anh cứu hộ phải đuổi theo muốn tuột quần. Cơ mà nó chạy nhanh quá, rượt đuổi chú bò đó nãy giờ cũng đã một đoạn đường rất dài. Nhưng không sao, chúng ta thừa hưởng một ít kỹ năng từ người cổ đại, đó chính là săn bắt bằng cách chạy bền cho đến khi con mồi mệt mỏi. Và cuối cùng đội cứu hộ đã bắt giữ được chú bò đáng thương ấy. Nó được đưa lên xe trở về trại bò gần đó. Việc đầu tiên người dân sẽ cắt sợi dây trên cổ chú bò ra, chắc có lẽ sợi dây này đã bó chặt suốt nhiều ngày nên mới ăn sâu vào thịt như thế. Nhìn cảnh này mà tội ghê, mặc dù hơi sợ một chút, sợi dây tưởng chừng như vô hại lại lợi hại ghê gớm. Siết đến xé thịt chứ đùa, một anh nhân viên đổ lọ thuốc vào vết thương của chú bò, mình nghĩ chắc đó là thuốc sát trùng, sau đó sẽ quấn băng keo lại, à mà lộn, quấn băng gạc chứ. Sau vài ngày trôi qua, tất cả mọi người gỡ vết thương ra kiểm tra để rửa nước sát trùng thêm một lần nữa. Tôi xem mà cảm động ghê, cảm ơn mấy anh nông trại đã cứu chú bò đáng yêu như này. Sau 4 ngày chữa trị thì vết thương trên cổ chú bò đã lành lại hoàn toàn. Nhìn ăn cỗ ngổn ngoàm thế kia là biết hồi phục sức khỏe mạnh như trâu bò rồi. Cơ mà mấy con bò ở đây hiền quá, chứ chỗ tôi đứng trước mặt là nó rượt tới bến, rượt cho lên bờ xuống ruộng chạy té sấp mặt lờ. Ở một diễn biến khác, không biết lý do vì sao chú voi này đã nằm gục dưới vũng bùn. Vì thế người dân xung quanh đó nhanh chóng báo cáo sự việc này đến những người cứu hộ động vật. Họ liền đem máy xúc đến hỗ trợ, có ý định muốn dùng cần xúc kéo chú voi lên, nhưng mà chú voi đã quá yếu không thể nào đứng dậy nổi. Sau khi mình thấy người dân đổ nước lên mình nó, chắc có lẽ chú voi đã mắc bệnh và dần chết khô, hay còn gọi là chết dần chết mòn. Chú voi nhưng cố sức gượng dậy nhưng không thể đứng lên nổi. Theo mình đoán chú voi đã bị kẹt ở dưới cái hố này trong nhiều ngày rồi. Sau đó người điều khiển máy sẽ xúc vài đống đất gần đó lên để tạo một đường đi dễ hơn để kéo chú voi lên. Anh nhân viên này tiêm cho nó một mũi thuốc gì đó. Người dân cũng tập trung lại càng ngày càng đông để chứng kiến cảnh tượng này. Cơ mà khi tiêm thuốc xong chú voi như vùn dậy muốn đứng lên nhưng vẫn không nổi nên đành buôn xuôi. Thấy thế anh nhân viên tiêm thêm cho nó mũi thuốc khác, nhưng mà lần này chú voi đã nằm gục luôn rồi. Sau một lúc người lái máy xúc liền đưa cần đến thử đỡ chú voi đứng dậy xem sao, nhưng dùng cần đỡ chú voi lên lại đỡ nhằm phần mông làm cho chú voi cấm đầu xuống xìn. Ông lái máy xúc này nhiệt tình quá nhe, làm người ta chổng mông lên trời, mà cho có thế chú voi vẫn không thể nào nhúc nhích nên đành hạ cần xúc ra. Tất cả mọi người nêu ý kiến hãy thử lại một lần
nữa. Người lái lần này sẽ xúc trước một lớp đất bùn mới đỡ chú voi lên, bởi bốn cái móng nhọn thế kia xúc lại làm cho nó đau thêm nữa. Cứ tưởng lần này sẽ được nhưng lại thất bại. Người dân cũng phải lắc đầu với trường hợp khó đỡ này, không thể để chú voi chết khô ở chỗ này. Tất cả người dân triển khai kế hoạch thứ hai, sẽ dùng dây thừng khổng lồ để kéo chú voi lên, nhưng mà anh trai này phải dùng cây trọt cho chú voi đưa chân lên mới xỏ dây ngang qua được. Khó khăn lắm mọi người mới luồn sợi dây qua dưới chân nó và buộc lại thật chặt. Có lẽ cảnh máy xúc kéo chân chú voi lên, nó đau đớn kêu la rất to nên người dân đã không quay lại. Một lúc sau người dân đã đưa chú voi thoát khỏi cái hố đó, và rồi sẽ thử dùng cần xúc đỡ nó đứng lên một lần nữa. Người dân cũng phải vỗ mông vỗ đầu bảo chú voi đứng dậy lẹ lên. Thấy mấy hành động đó chú voi nằm ì ra, bởi đã cố giữ lắm rồi mà tức cái là yếu sức quá. Đến mình cũng phải kiên nhẫn giữ lắm để nằm xem máy xúc có đỡ nó đứng lên được hay không. Có mấy pha cứ nghĩ sẽ đứng lên nỗi mà lại nằm xuống. Mình nhìn mà cứ khó chịu ức chế kiểu gì ấy. Sau tất cả nỗ lực người dân không thể nào dùng cần xúc đỡ chú voi đứng lên được, nên đành phải để chú voi nằm tại đây luôn. Nhưng mà không phải nằm không đâu, anh này sẽ lau sạch lỗ tay của nó và tiêm truyền dịch vào người chú voi. Nếu sau vài giờ thứ nước truyền dịch năng lượng ấy có phát huy tác dụng thì sẽ giúp chú voi hấp thu và đứng lên được, còn không thì phải theo quy luật tự nhiên. Tất cả mọi người cũng đã giúp đến chừng này rồi, dùng máy xúc đỡ cũng không hiệu quả mấy, nên phải truyền dịch và để chú voi nằm ở đây để chờ kết quả có hồi phục sức khỏe hay không. Nếu vài ngày sau mọi người ra ngoài này không thấy thứ gì thì chắc chắn chú voi đã về với khu rừng của mình. Thôi chú voi giờ phải tự sinh tự diệt vậy, còn cái kết ra sau thì mình sẽ không nói đâu, các bạn tự hiểu theo ý của mình nhé. Ở tình huống thứ tư, những người du lịch biển đã vô tình phát hiện ra một chú sư tử biển bị mắc kẹt trong hốc đá ở ven bờ, không biết đùa giỡn với nhau kiểu gì mà để đầu của mình lọt vào cái khe đá đó không biết. Các bạn hãy để ý kỹ đôi mắt của chú sư tử biển xem, có phải nó đang khóc không? Nhìn trông có vẻ dễ thương đấy, tựa con gái cá. Mấy anh trai thử kéo đầu nó ra nhưng khe đá quá chật hẹp, không thể nào kéo ra được, buộc mấy anh phải dùng định luật vật lý để giải cứu chú sư tử biển này. Nhưng mà nó kẹt đầu cứng ngắt luôn rồi, mà mình nghĩ nếu đã chui lọt qua thì sẽ trở ra được chứ. Trường hợp này thật vô lý, mấy anh trai muốn kéo phần cổ của chú sư tử biển ra, giờ mà kéo theo kiểu ngang thì lại sứt đầu lúc nào không hay. Sau một lúc dùng tay kéo thấy không hiệu quả mấy, mọi người dùng một thanh sắt muốn nại cục đá kế bên ra xem sao, nhưng mà không đủ sức tách cục đá rơi ra được. Nhưng mà lần này anh ấy sẽ mạnh tay hơn, lắc léo nhẹ nhàng kéo phần đầu và phần thân chú sư tử biển lên, vì phần cổ hơi nhỏ nên có thể sẽ lọt qua khe đá này. Không ngoài dự đoán, anh ấy đã thành công với sáng kiến của mình, vừa nhích kéo phần đuôi lên phía trước, rồi đẩy phần cổ chú sư tử ra khỏi khe đá hiểm hốc ấy, xứng đáng nhận được một phiếu bé thông minh. Khi được ra ngoài, chú sư tử biển liền bỏ đi rất nhanh, nó như muốn đi tìm mẹ của mình. Mình nhìn thấy xung quanh còn có rất nhiều con sư tử biển như thế, mấy anh trai này chắc cũng phải kiểm tra mấy hốc đá gần đó xem có con nào mắc kẹt nữa hay không, sẵn kéo đầu nó ra luôn quá. Kìa, mấy con sư tử biển này vừa bò vừa kêu ra âm thanh thú vị phết, nhìn nó giống hải cẩu không mọi người. Thôi mà tất cả khách du lịch đã giải cứu nó thoát ra là vui rồi. Chúc cho mấy anh trai tốt bụng có một chuyến đi chơi với ghệ vui vẻ sáng đêm nhé. Thôi, video review con người và cuộc sống của chúng mình đến đây cũng đã hết. Nếu thấy hay và thú vị thì hãy nhớ ủng hộ